Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Mèo Vặt Cuộc Sống của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái chức năng Picture in Picture hay gọi là hình trong hình đó các bạn. Thì như các bạn đã biết, cái dòng điện thoại iPhone này thì các bạn xài hệ điều hành OS. Thì trong khoảng thời gian mà nó cập nhật lên hệ điều hành OS 14, thì đầu tiên các bạn thấy rõ là các bạn xài chức năng Picture in Picture rất là dễ luôn. Hầu như là nó sẽ cho mở cái ứng dụng Picture trên cái ứng dụng YouTube, trên cái trình duyệt Safari này đơn giản lắm. Các bạn chỉ mở lên và các bạn thoát ra khỏi màn hình chính là cái tính năng Picture là sẽ hiện lên cho các bạn thấy rõ ràng luôn. Nhưng mà khi mà các bạn cài mà giống như OS, giống như giờ hiện giờ mình đang xài đây, mình đã xài tới là OS 14.1 rồi, thì hầu như là cái tính năng đó là hầu như là nó không có cho phép luôn đó các bạn. Nhưng mà mất cái này thì nó cũng sẽ được cái khác. Nếu các bạn thấy kênh mình hay và mang đến nhiều điều bổ ích cho các bạn hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Thì đối với các bạn dùng hệ điều hành mà Android hoặc là hệ điều hành OS giống như mình, thì các bạn cũng không cần thiết phải vô Safari chứ có cực khổ nữa, rất cực. Tại vì bây giờ nó đâu có cho phép mình xài cái hình trong hình đó nữa đâu. Các bạn hãy vô cái app, các bạn tải về cái phần Google Chrome. Thì ở đây mình đã tải về rồi đây, các bạn mở cái phần Google Chrome lên. Thì trong cái phần Google Chrome này á, thì các bạn thấy là nó có cái ứng dụng YouTube đây. Các bạn mở nó lên. Khi các bạn mở cái ứng dụng YouTube này lên á, thì cái này nó sẽ mặc định là dành cho điện thoại. Thành ra nó lớn vậy nè. Đó, các bạn thấy hầu như là cái này dành cho điện thoại. Thì cái dòng ba chấm này các bạn mở nó lên, thì nó ở dưới đây, các bạn kéo nó lên từ từ. Ở dưới đây là nó kêu là yêu cầu trang web dành cho máy tính để bàn, các bạn nhấn nó vô thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện dành cho máy tính để bàn. Thì trong đây các bạn có thể là chọn những bài nhạc, bài hát gì yêu thích của các bạn đó, các bạn mở nó lên. Ví dụ như mình bây giờ mình chọn một cái video bất kỳ, mình mở nó lên, cái video bất kỳ này mình mở nó lên. Khi mà mình mở nó lên như thế này đây, thì các bạn click vô, các bạn thấy cái phần này chưa, cái biểu tượng này nè, cái biểu tượng này là picture nè, hình trong hình, các bạn nhấn nó vô rồi nó sẽ chuyển thẳng lên trên. Rồi bây giờ các bạn thoát, các bạn trở về màn hình chính. Khi các bạn thoát trở về màn hình chính thì cái ứng dụng nó vẫn chạy, các bạn có thể là thoải mái lướt Facebook, xem Zalo, hoặc là các bạn có thể làm cái việc gì đó các bạn yêu thích. Nói chung là nó chạy song song đó các bạn, lướt Facebook hay là chạy Zalo rồi đều được hết nha các bạn. Hoặc là các bạn trở về cái màn hình chính. Khi các bạn trở về màn hình chính thì cái phần này nè, các bạn kéo lên kéo xuống nè, các bạn cho nó về mé nào cũng được, thấy chưa, nó chạy qua chạy lại vậy nè, kéo vô mé trong. Khi các bạn kéo nó vào mé tay trái hoặc mé tay phải thì cái biểu tượng của nó là cái dấu mũi tên này nè, các bạn kéo nó ra đó, nó chạy ra, thấy chưa, kéo qua bên nào cũng được cả, kéo qua bên đây thì nó có dấu mũi tên đây, nhấn kéo nó ra, thoát về, cỡ nào nó cũng nằm ở trong đây, rất là tiện ích luôn. Cho dù bây giờ cái ứng dụng YouTube mà trên cái trình duyệt Safari nó không có cho phép mình nữa, thì các bạn xài hệ điều hành Android hoặc là các bạn xài điều hành OS giống như mình, các bạn cứ việc tải cái phần Google Chrome này về, trong cái app đó các bạn tải nó về để các bạn cứ việc xài này thoải mái, rất là tiện lợi luôn. Nếu các bạn thấy cái kênh của mình hay và mang đến nhiều điều bổ ích cho các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Thì mình chỉ chia sẻ những cái này hay cho các bạn. Nếu các bạn thấy có cái nào hay thì có thể các bạn comment ở phía dưới cho mình ha. Chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye các bạn.